Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Kiếm Mặc Channel. Hôm nay thì biết được tin là Marvel Super War, tựa game MOBA hot nhất hiện nay thì đang bắt đầu vào mùa 1. Thì mình có vào đây để chơi thử. Nhưng mà mình lại quên không bật cái ứng dụng ghi hình lên. Nên là mình nhưng mà rất may là trong cái game này thì nó có cái chế độ ghi lại trận đấu, nên là mình sau khi kết thúc trận đấu thì mình có ghi lại để cho mọi người xem. Ở cái trận đấu hôm nay thì mình chọn cái vị anh hùng là Enzo. Là một AD, nghĩa là một xạ thủ. Hỗ trợ cùng mình thì có đội trưởng Mỹ. Anh em nào mà yêu thích Marvel thì sẽ biết gần như là rất nhiều những cái nhân vật ở trong cái tựa game này. Nói qua một chút về Marvel Super War thì đây là một tựa game mình đánh giá là khá là hấp dẫn, bởi vì là chính vì cái chất Marvel ở trong game. Các cái vị anh hùng ấy thì được tạo hình rất là đẹp, và những cái bộ kỹ năng của các anh hùng trong này cũng rất là đặc trưng của các anh hùng ở trong truyện tranh hay trong phim. Ví dụ như là người nhện thì bay nhảy được này. Rồi Quicksilver thì là người chạy nhanh nhất thế giới này. Rồi Loki thì siêu nói dối này, có thể giả mạo này. Rất nhiều cái hay ho ở trong cái tựa game này mà anh em có thể vào khám phá. Mình sẽ tua nhanh một chút đi qua những cái đoạn là farm lính này cho nó nhanh. Ở đây là trận mình đang đấu hạng anh em nhé. Đội trưởng Mỹ của mình, người bạn đồng hành của mình thì vừa bị tiêu diệt rồi. Đoạn vừa rồi là mình vừa giết được một mạng, nhưng mà mình lại quên mất tua bé nhanh đi. Anh em không biết có kịp xem qua cái đoạn đánh nhau vừa rồi không, nhưng thôi kệ. Mình luôn là cố gắng đẩy trụ, bởi vì là thực ra là nhiều lúc là cũng không phải cần phải giết quá nhiều mạng đâu. Thôi chết to rồi. Anh em thấy là mình hơi tham. Đôi lúc là mình hơi tham cái trò đẩy trụ, bởi vì là có rất nhiều trận là đội mình tuy bị giết rất là nhiều mạng, thậm chí là giết đến một nửa số mạng ấy, so với cả đội bạn ấy, nhưng mà cuối cùng vẫn thắng. Bởi vì là nhờ cái chiến thuật khôn khéo hơn. Vì là đấy. Tồi bén rồi. Bởi vì là gì nhỉ? Đội bạn, trong khi đội bạn đang mải mê chém giết thì những cái trụ của bên đội bạn thì đang bị lần lượt bị phá hủy trộm, và cuối cùng thì ngay cả thành chính của đội bạn cũng có thể bị tiêu diệt khi mà đội bạn vẫn đang hăng say với cái chế độ chém giết đội bên kia. Nên là rất nhiều trận là bên mình có thể chỉ giết được một nửa so với cả đội của đối phương thôi, nhưng mà vẫn là đội có giành khả năng chiến thắng thắng. Mình lại vừa chết thêm một mạng nữa.
Trận này là mình ghi hoàn toàn là từ đầu đến cuối lại cho anh em xem. Cả những cái cảnh mà mình bị đối phương tiêu diệt. Như anh em vừa thấy là cậu Húc bên đội mình vừa mới nói mình là không ra hỗ trợ lane, nhưng mà mình thì còn mải đi đẩy mất cái trụ kia, và mình đã vừa mới hạ được một cái trụ của bên đội đối phương, và bây giờ thì mình bắt đầu hỗ trợ mọi người. Anh em cứ yên tâm, bây giờ thì mình đến đây, mạng thứ nhất của bạn này và mình cũng toi luôn. Như vậy là một đổi một. Hy vọng rằng báo đen có thể tiêu diệt được đội bên kia. Nhưng mà không được rồi, vì đã có một người nhân vật khác ra hỗ trợ. Đoạn cuối này là đoạn thể hiện của AD. Ok, mình đã giết thêm đồng mạng nữa. Mình sẽ cố gắng thể hiện cái vai trò sát thương chính ở trong đội trong cái giai đoạn cuối game này. Đây rồi, có một bạn đang bò lạc ở đây. Cố lên nào. Bị báo đen tranh mất à? Có vẻ thì bây giờ là đội mình đã bắt đầu chiếm ưu thế hơn rồi. Mình vừa diệt được Quicksilver của đội địch. Thêm một bé Emma Frost. Giết được 4 mạng liền một lúc trong cái đoạn vừa rồi. Rất là đã tay anh em ạ. Đến đoạn này thì mình đã khá xanh rồi. Đây rồi, lại bạn Quicksilver. Lại đọ với mình. Bình thường đầu game thì bạn đọ được với mình, nhưng mà đến cái giai đoạn này rồi thì bạn khó đọ với mình á. Anh em thấy là cái phá trụ này của mình nó hiệu quả không? Bởi vì là mình đó, anh em thấy nó thắng nhanh chưa? Bởi vì là cái lúc mà cậu Húc cậu bảo tại sao không ra hỗ trợ mọi người ấy, thì mình vì cái trụ đấy là mình đã đánh từ trước rồi, nó chỉ còn rất là ít máu, mình cũng cố gắng để giết nó cho nhanh, để đẩy cái trụ ấy cho nhanh, để cho cái lính nó bị cho nó đẩy cao hơn. Khi mà từng đợt lính mà cao lên như vậy thì cái khả năng chiến thắng của đội sẽ rất là nhanh, cho dù là đội kia có thể là giết nhiều mạng hơn đi nữa, mà nếu mà họ mà không tập trung vào phòng thủ thì ở cái bên cánh bên đấy thì họ cũng có thể bị phải trả giá. Ok, cái tựa game này thì
Mình giới thiệu qua cho anh em nào chưa biết thì bây giờ là nó bắt đầu vào cái mùa giải thứ nhất thì anh em có thể vào chơi. Hiện tại thì game thì tìm trận rất là nhanh chứ không phải như đợt trước đâu. Đợt trước thì tìm trận thì đợt trước là mình nghỉ chơi bởi vì nó tìm trận lâu quá, nó có khi phải đến 20 phút thậm chí nửa tiếng mới có một trận vào đánh ấy. Nhưng mà bây giờ thì game tìm trận rất nhanh rồi anh em nhé. Mình chỉ trung bình thì mình thấy chỉ tầm khoảng 20 giây thậm chí là 10 giây là anh em đã có thể có trận vào để chơi rồi. Nên anh em có thể chơi thử. Đây là một tựa game mình đánh giá là rất hay về hình, đặc biệt là cái về hình ảnh đồ họa. Nếu anh em để max setting lên thì hình ảnh đồ họa rất là đẹp luôn. Các cái nhân vật của siêu anh hùng Marvel. Đặc trưng từng cái kỹ năng một, đó là cái mình yêu thích nhất ở cái tựa game này. Anh em có thể chọn hook này, người nhện này, người sói này. À, người sói thì chưa có. Rồi rất nhiều các anh hùng khác. Ok, nếu anh em thấy clip hay thì hãy share, comment cũng như là like hay hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ mình. Để tạo đồng thời cũng tạo động lực cho mình làm những cái clip tiếp theo cho anh em xem. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi.